Lời đầu tiên xin được gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ngay sau đây, kính mời ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi theo dõi chương trình hoạt động của đội tuyên truyền lưu động huyện Long Phú với kịch bản được mang tên Đến Hẹn Lại Lên của tác giả Ánh Ly, dàn dựng Thiên Phúc với thành phần các vai diễn như sau: Thành Lập trong vai ông Chính Vui, nông dân; Ánh Ly trong vai bà Chính Vui, nông dân; Lệ Xuân trong vai Lành, giáo viên con ông bà Chính Vui, tuyên truyền viên 1; Thanh Tú trong vai Hải, chủ tịch ủy ban nhân dân xã; Thu Hiền trong vai Lan, cán bộ công chức một cửa tiếp công dân; Minh Mẫn trong vai Cò Đen, cho Cò Hồng, tuyên truyền viên 2. Và bây giờ chương trình hoạt động của đội tuyên truyền lưu động huyện Long Phú tiếp tục phép bắt đầu. Thiệt là bực bội hết sức. Có bao nhiêu hồ sơ đó mà hẹn lần hẹn lượt, không biết chừng nào mới giải quyết đi xong. Lần này nữa mà không xong là không yên với mình đâu. Ở trời đất ơi, bà Chính này đi đâu mà bỏ nhà cửa trống vơ trống vác thì trời. Thời buổi này trộm cướp lặt vặt thì nhiều, không khéo nó vô nó dọn sạch đó thì nguy. Bà Chính ơi, có nhà không bà Chính ơi? Ông Chính, ông Chính. Tụi đây chứ ai. Ông Chính ơi chết rồi, ông Chính ơi chó đẻ, ông Chính ơi chó đẻ ông. Cái gì? Chó đẻ. Bà làm gì bà chửi tôi? Tôi chửi ông rồi nè. Bà mới nói chó đẻ bà chửi tôi chửi ai? Trời ơi, ý tôi nói chó đẻ là con chó Lucky của mình đang đẻ đó ông. Trời ơi, bà ghét rồi ăn nói không có đầu không có đuôi gì hết trơn nha. Thì tại con chó nó đang đẻ, tôi nghe ông đi về ông ghéo ôm sùm nên tôi chạy ra lỡ lời thôi mà. Chứ ông nghĩ đó, từ đó giờ tôi lúc nào cũng giữ ý tứ với ông, có bao giờ dám chửi ông là chó đâu ông. Ơi, bà biết giữ ý tứ vậy là tốt. Ông bà ta có câu: tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Ý ông nói là khi nào ông chết rồi ở với con đúng không anh? Nè, thấy chưa? Mai nói có hai ba câu là bà trù bà gủa tôi rồi. Bà ý bà có chút nhan sắc, gủa cho tôi chết, bước thêm bước nữa phải không? Cái ông này suy nghĩ sao kỳ cục quá hà. Tại ông nói nên tôi mới nói theo ông thôi chứ bộ. Bà đó nha, lúc này hãy cãi tôi quang quang đó nha. Ê, cái này không phải là cãi mà chỉ là tranh luận, đưa ra quan điểm thôi nha ông. Ê chà, vợ của tôi bữa nay nói chuyện văn vẻ quá ta. Chứ sao, thì từ lúc á con Lành á nó đi học về, con nó lại là cô giáo dạy văn, nói chuyện với nó miết á tôi cũng bị lây cái văn chương chữ nghĩa của nó đó ông. Ê, bà học cái hay cái tốt của con á tôi ủng hộ bà. Gia đình mình là gia đình danh giá, có của ăn, của để. Con cái ăn học thành tài, ăn nói phải có ý, có tư. Tránh cái văn bờ, văn ruộng, thiên hạ người ta cười cho đó nha. Tôi biết rồi mà, ông thử dặn tôi đâu. À mà nè, mới đi lên xã làm hồ sơ về, sao tôi thấy cái mặt ông nhăn như... Cái gì? Nhăn như khỉ ăn ớt vậy ông? Bà hỏi tôi càng thêm giận. Đi lên đi xuống lâu nay trời hoài không thăm, tôi đây bao ngày không nóng mà lâu quá trời. Thì người ta mới trả lời hồ sơ chưa có xong mà còn không cao người ta chuyện ngày mốt lên. Thì tôi cũng nói y như bà, nhưng mà họ cứ hẹn lần hẹn lựa rồi biết làm sao. Công chuyện thì đăng đăng đây đây, ai đâu mà đi lên đi xuống hoài. À ông, tôi có chuyện này á, tính với ông nè, ông thấy được không ông? Thì chuyện gì bà nói ra đi tôi mới biết được hay không chứ. Tôi thấy á, thời buổi này á, mình muốn làm cái gì nhanh lẹ, không phải có cái này nè ông, cái này nè. Cái gì thì bà nói quịch tẹt ra đi, ra dấu như vậy ai biết. Tiền đó ông. Cái gì? Ý bà muốn biểu tôi lấy tiền đưa hối lộ hả? Thôi nha, tôi không chịu cái vụ này nha. Trời đất ơi, mình chỉ đưa gián tiếp, có đưa trực tiếp đâu mộng sợ hả? Đưa gián tiếp là đưa làm sao? Thông qua thằng cò đen đó ông. Thằng cò đen? Đúng rồi. Thằng cò đen à, phải thằng cò đen. Ba nó là cò trắng, má nó là cò lửa, đúng không? Trời đất ơi, công nhận chồng tôi hay quá. Nhưng vào khỏa người ta nắm hết à. Rồi ông thấy sao ông? Cái thằng này có bộ tin không được đâu bà ơi. Được
chứ sao không được ông? Nghe đâu á, bây giờ á, nó chuyên làm mấy cái vụ này nè, mà hồ sơ người ta nói chót lọt hết đó nghe ông. Rồi bà có liên hệ với nó chưa? Tôi liên hệ rồi, cái hổm gài á, ông lưu bu mà vẫn chưa rồi. Nó đợi tôi điện cho nó, chút xíu nó qua tới nhà mình đó ông. Dạ, thưa ba má con đi dạy. À con. Trời đất ơi, bà... gái của má bữa nay đẹp quá vậy con. Sao bữa nay đi dạy trễ vậy con? Dạ, thì bữa nay con dạy tiết cuối á bà, cho nên là giờ này con mới đi á. Má, ông ơi, ông coi con gái mình nè, công nhận càng lớn càng đẹp. Con ơi, mặc áo dài nó dịu dàng hước tha. Ông coi, hai gương mặt mẹ con tôi đẹp đi chang như hai giọt nước vậy đó ông. Ừ, phải rồi, hai giọt nước. Mà đều, giọt nước sông, giọt nước suối. Quê chưa? Bà nhìn kỹ lại coi, mình hạt xương mai này là thừa hưởng từ ai? Cái càm vờ lai, giống ai? Bà, con thấy con vừa giống ba, mà cũng vừa y chang má hả má? Thôi khỏi, tôi biết mà. Trong nhà này á, bao nhiêu cái tốt, cái đẹp, ông dành hết. Còn cái xấu á, ông đổ dồn cho tôi. Tôi biết á, lúc nào á, tiếng nói của tôi á, cũng không lớn bằng ông hết trơn chứ gì. Nè, bà nói cái gì tôi cũng đồng ý nha. Còn bà nói cái tiếng nói bà không lớn bằng tôi là tôi phản đối à. Vậy chứ bà mỗi lần bà giận đó, bà la ai? Bà la làng lên là cả xóm đều nghe, khỏi bật lo, phát thanh. Thì cha sanh mẹ đẻ tôi lớn tiếng quen rồi. Chứ tôi có chửi ai bao giờ mà ông nói tôi chửi hả? Đúng đó, tuyệt chiêu sư tử gầm của bà xuất hiện đó. Bà cứ chọc má hoài à. Con thấy á, con thừa hưởng chiều cao đây nè. Là từ ba á, mà sự dịu dàng duyên dáng này nè, là giống hệt má à má. Nghe con gái nó nói coi được không? Ừ, thôi giỡn với bà chút xíu cho vui. Chứ nếu bà không có cái nét duyên ngầm á, thì sao tôi thương bà, đúng không bà? Quỷ không hả? Có còn nó ở đây nói sợ con nó cười cái gì á? Giỡn. Bà khéo đùa với má quá à. Thôi con tới giờ dạy rồi, con đi dạy nha ba má. Đi dạy đi con. Ủa? Anh hai cò qua nhà em có gì không hai cò? Thôi vô nhà với ba má anh đi, em đi dạy nha. Em đi dạy nó vô gặp chú đi. Làm gì nhìn con gái tao cặp mắt xăm soi mày? Ý mèn ơi, con đâu có giận gái chú thiếm làm gì đâu. Con dòm á là dòm cái áo dài kìa. Trời đất ơi, nó đẹp hết tất vậy đó ha. Thôi, bớt lại đi con. Dạo này á, chính thấy con lộ lắm rồi đó nha. Không sao đâu chú thiếm. Nè, bản lĩnh đàn ông con đã trỗi dậy rồi ha. Mà sao, bữa nay ha, chú thiếm kêu con qua đây có chuyện gì không nè? Trời đất ơi, cái thằng này mới nói hôm bữa mà hôm nay quên lẹ dữ mày. Chuyện là như vậy nè con. Chuyện là sao? Nơi thân hồi chú mơ miếng đất của bà năm mới hưởng cảnh bên gần đây. Từ năm đã sinh tôn tâm và cả hợp ly phải nhanh tài lùi. Nay mơ cánh sợ sống lao đủ điều vậy mà bây giờ chẳng còn chưa xong. Bà nói rồi thì tao khôi nói. Hát nhẹt rồi ông. Tôi liệu. Mày nói tiếng lẻ tay lẻ chân giúp đỡ chú thím, có gì chú thím hậu tạ cho. Chú thím gì con? Trời ơi, chỗ làng sớm á, chú thím nói chỉ chuyện nghĩa này ha, giúp gì được cho chú thím á là con giúp liền à. Nói gì họ tính phí hả con? Cái đó là chuyện tế nhị chứ mà. Con nói thím nghe này ha, tiền bạc ngàn là vật phù du à, mất đi mình có thể kiếm lại được. Quan trọng là cái tình nghĩa chúng ta dành cho nhau. Trời ơi ông ơi, thằng nhỏ nó nói chuyện dễ thương quá ông ơi. Dễ thương, dễ thương hết trời luôn. Nói vậy mày giúp không cho chú ha. Chú giận vui. Vui. 3 triệu con lo cho hết được. Cái gì vậy trời? Cái gì? 3 triệu? Ừ, 3 triệu thôi hả? Đồ đạo đức giả. Trời đất Phật ơi, mày đúng nghĩa là cò đen. Ý trời đất ơi, chú nghĩ coi, đời này không có tiền làm sống này nè. Mà rồi không có tiền rồi ai nuôi con? Chú có nuôi con mà chú nói gì? Này mày, trời đất ơi, chú chính mày là qua có chủ rồi nghe con. Chứ nói vậy hỏi sao ông tức nè. Thôi, vô vấn đề chính đi, bi nhiêu thì bi. Mà bớt chút lĩnh được mày. Nữa, chú thím á, mua miếng đất cả 300 triệu. Mà giờ không lẽ tiếc chi với con có 3 triệu. Mà con nói cho chú nghe nè nghe. Tiền chú đây con lấy, con đưa cho người. Chứ con đâu dám làm của riêng mình. Vừa cả chú đây mặc mũi để đâu có thấy nhiêu là bao. Chú đường con lẹ như làm đâu kìa mà. Kẻo chậm lại lâu vụ của tới nơi nghe. Tiền đây có sẵn chẳng thiếu đồng nào. Chỉ cần mày hứa quy tính đàng hoàng. Chạy hồ sơ nhanh tao hưởng cho mày.
nó tính như vậy phải rồi đó. Ông á quyết định lẹ lẹ đi, chậm trễ quá, lúc đó cỏ không kịp lớn cho mấy chục con bò mình ăn, đi á lấy tiền mua bên ngoài á còn tốn hơn đó nghe ông. Nè nè, con thấy thím tính thím chính nói vậy là đúng rồi đó nghe chú. Nè nè, làm ăn á là mình phải biết nắm bắt thời cơ, để cơ hội nó chạy qua rồi hen khó kiếm lại được lắm á. Thôi giao hết cho bay đó. Bà vô lấy tiền nghe ba. Chị tôi vô lấy tiền nghe ông. Ừ, vô nước con. Làm ăn mau lẹ, chú liếc vậy con quái lắm luôn à. Làm ăn vậy mau già lắm nghe. Vậy đi, tao cũng gắng mong làm cho xong chú khỏe mày ơi. Mệt quá. Nè, tiền nè, mày đếm đi, có đủ không? Thôi thôi khỏi khỏi, con tin chú thím mà. Chừng nào có hồ sơ con. Sáng mai ha, là sẽ có người liên lạc với chú thím liền à. Trời ơi, tao nói nó giỏi. Xong rồi. Dạ thôi, không có làm phiền chú thím nữa, con về nghe. Con về đi, nhớ cho chú thím nè con. Không, con mời giúp ta lý. Đúng rồi nghe không? Ê, chết ông ơi. Cái gì? Con chó nó đang đẻ bà tôi quên. Ừ, chó đẻ bà ơi, vô đẻ bà ơi. Kính thưa bà con và các bạn, trong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế hiện nay thì công cuộc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, lấy dân làm gốc. Trong đó cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế xã hội. Căn cứ vào kế hoạch số 145 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú đã xây dựng kế hoạch số 13 ngày 29 tháng 1 năm 2018 về cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực. Mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể nhà nước cải cách hành chính giai đoạn năm 2011-2020 theo nghị định, quyết định, thông tư của Thủ tướng Chính phủ, chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả khâu đột phá cải cách hành chính năm 2018 theo nghị quyết của huyện ủy đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính năm 2018 là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Kính thưa bà con và các bạn, trong quá trình thực hiện cải cách hành chính thì đơn vị huyện Long Phú đã đạt được những kết quả như sau. Để công tác cải cách hành chính được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả, Ủy ban Nhân dân huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong năm 2017, huyện đã chỉ đạo các đơn vị từ huyện tới xã đã tổ chức tuyên truyền được 1.664 cuộc, có trên 113.734 lượt người xem và người nghe bằng các hình thức tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, phổ biến giáo dục pháp luật và thông qua các hội thi. Công tác xây dựng văn bản vi phạm pháp luật của huyện, tuân thủ nghiêm các quy định tại luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật năm 2015, nghị định số 34 ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được Ủy ban Nhân dân huyện công khai đầy đủ đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở các cơ quan có chuyên môn và trên cổng thông tin điện tử, với tổng số 283 trên 283 thủ tục hành chính đạt 100%, 11 trên 11 xã thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã, với tổng số 174 trên 174 thủ tục hành chính. Tính từ đầu năm đến nay, huyện chưa tiếp nhận trường hợp phản ánh kiến nghị nào của tổ chức và cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2017 tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ đúng hẹn 80.954 trên 81.220 hồ sơ hành chính của tổ chức và công dân, hiện còn 266 hồ sơ trong hẹn giải quyết. Kính thưa bà con và các bạn, trong khi toàn huyện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, mà gia đình ông Chính lại rơi vào trường hợp đợi hoài mà hồ sơ vẫn chưa xong, liệu lần này gia đình ông Chính có nhận được hồ sơ đúng hẹn như lời nhân vật Hai Cò đã hứa hay không? Xin mời bà con và các bạn tiếp tục xem tiếp diễn biến của câu chuyện. Bỏ dài sáng giờ lượn qua lượn lại ai cũng khen thích gì đâu luôn á. Mà công nhận nha, từ ngày mà thực hiện cải cách hành chính, bộ mặt cơ quan mình thay đổi hẳn ra vậy đó.
Dạ, chào cô. Chào cô. Dạ, con chào cô chú, con mời cô chú ngồi. Con ngồi, ngồi đi anh. Dạ mà cô chú cần con giúp gì? Dạ, cô ơi, cho tôi nhận hồ sơ. Ủa, hồ sơ gì chú? Mẹ đét ơi, coi bộ lên đây mấy bận mà làm như cổ quên ông vậy không? Chắc câu chuyện nhiều quá anh có quên không bà. À, con nhớ rồi, chú Chính Vui phải không? Mấy hôm trước chú lên đây làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đúng không chú? Đúng rồi cô, tôi Chính Vui trong giấy tên vẽ đó cô, vẽ đó cô. Dạ, dạ, con nhớ rồi. Mà chú ơi, con nói chú nghe nè, cái hồ sơ của chú á, nó chưa có xong. Giỡn, giỡn, thôi mà, mình không mà, hiểu nhau hết rồi. Nói thiệt với cô á, trước khi đến đây á, cái thủ tục ban đầu á, vợ chồng tôi lo hết rồi. Chỉ có ổng tôi cô biết, người khác không có biết đâu, yên tâm hết cô. Ủa mà, cô chú nói gì cô không hiểu? Dạ đất ơi, không hiểu kìa ông. Chứ không phải thằng cò đen mới gặp cô, nói chuyện với cô, rồi đưa tiền cho cô để cô làm hồ sơ cho tôi cho nhanh nói sao? Cò đen đó cô. Ủa, cò đen là ai chú? Mà con cũng đâu nhận tiền của ai đâu. Con mong cô chú đừng hiểu lầm. Hiểu đúng chứ hiểu lầm cái gì? Cô hẹn tôi 3 lần 4 lượt lên đây, cô ý gây khó dễ để kiếm chắc nè. Nói thiệt chứ cô á, vợ chồng tôi á mua miếng đất này á để làm ăn, nên mới gấp mới tiền tới cô đó cô. Bà đừng có đâu co với cổ nữa. Cái gì không biết không hay, tôi đã đưa cho cô rồi, nay cô thứa xương qua chuyện coi như không có gì. Thật tình tôi gấp lắm rồi, 3 lần bốn lượt lên đây, tội cho thân ông lao đao hôm dài. Tôi chỉ mong cô đơn thông cảm, công việc nhà chúng tôi phải bỏ bê. Vậy mà vẫn cứ nín tình, đánh tôi phải đợi bao lâu mới rồi. Công chuyện thì ai cũng có công chuyện tôi chắc một đống kìa. Thôi sức đâu mà đi tới đi lui hoài, ít ra khi nhận hồ sơ cô phải xem xét cho kỹ chứ. Bây giờ á, cô nói thiệt đi, tiền của vợ chồng tôi á, cô không nhận thì ai nhận? Không lẽ ơi, khơi khơi tụi tôi mất tiền sao cô? Thật tình á, là con đây không có nhận tiền của ai hết. Con mong cô chú đừng hiểu sai. Còn về hồ sơ chú đây á, mấy hôm nay á, cán bộ địa chính đi công tác ấp, con chưa kịp hỏi, chắc con hẹn chú bữa hôm khác nghe chú. Cô hẹn với tôi lần này là lần thứ mấy rồi? Tôi cần gặp lãnh đạo cao nhất của cô. Nhận tiền tôi rồi mà không giải quyết là không yên với tôi đâu. Chú à, nãy giờ á, cô chú vô đây á, con nói chuyện nhã nhặn lịch sự, vậy mà cô chú cứ nói con nhận tiền. Thật tình con đâu nhận tiền của ai đâu. Cô chú nói vậy là vu khống người khác đó. Thôi mày, tôi thấy á, cái chuyện gì cũng từ từ. Đã người ta nói không nhận rồi, để tôi điện cho thằng cò đen, con nói làm sao phải không? Ừ, bà điện cho thằng cò đen liền đi. Chết rồi, tôi quên điện thoại ông ơi. Cái tôi điện thoại đi. Có cái cuộc bắp cô không đem theo nữa. Xấu hết nè. Chết rồi, điện thoại liên lạc không được rồi ông ơi. Sao mà liên lạc không được? Tôi bắt có kỹ lắm. Thôi, bây giờ á, con thấy tốt nhất cô chú á nên về tìm anh cò đen gì đó nói chuyện cho rõ. Chứ chuyện tiền bạc là không có dính líu gì tới con hết. Còn hồ sơ của chú á, con hẹn lần sau nha chú. Vậy là tôi vẫn còn phải chờ. Tôi thấy là cô với con cò đen á, kết hợp lại á, để lường gạt mọi người thôi. Có kìa, đi làm ăn bận như đi thi hoa hậu, tôi nghi ngờ năng lực của cô nha. Bây giờ á, tôi thấy á, cô có phải cho vợ chồng tôi một cái hẹn chính xác. Chứ cái chuyện khơi khơi như vậy, rồi vợ chồng tôi biết đợi tới khi nào hả cô? Dạ thì... thì nào hồ sơ xong con điện thoại chú lên chú nhận. Cô nói chuyện nghe dễ dàng quá. Cái thủ tục hành là chính này á, tôi nghe từ lâu rồi. Bữa nay tôi mới tận mắt chứng kiến á. Tư trệ quan liêu. Chú à, chú nói vậy á, tội nghiệp tụi con. Chứ cơ quan tụi con á, luôn lấy lợi ích của nhân dân đặt lên hàng đầu đó chú. Xin chào cô chú. Dạ chào chú. À, mọi người đi tập huấn chưa về hả cô Lan? Dạ hôm nay tập huấn hết buổi mới về á anh. À, chiều nay tôi có cuộc họp với huyện. Cô thay tôi nhắc nhở anh em bên bộ phận chuyên môn hoàn thành các thủ tục hồ sơ còn lại để trả cho bà con đúng hạn nha cô Lan. Dạ em rõ, em sẽ chuyển lời của anh tới mọi người ạ. Đây hồ sơ tôi ký xong rồi, cô vô đóng dấu rồi còn trả cho bà con. Dạ chào chú. À, chú ơi cho tôi hỏi thăm, chú có phải là người có quyền hạn cao nhất ở đây không ạ? À? Dạ thưa chú, con là chủ tịch ủy ban dân xã. Chú có cần con giúp gì không? Dạ con mời cô chú vô ngồi ạ. À. Dạ thôi chuyện này gấp lắm rồi, khỏi ngồi đâu. Tôi muốn trình bày với chú. Không không không, ông định nói gì với người ta vậy anh? Bà lo gì, để tôi, cái này là chủ tịch xã. Cẩn thận nghe, lời nói thôi. À, thưa chú, tôi muốn trình bày với chú như vậy. Tôi mua một miếng đất á, 5 công, hơn 1 tháng rồi, mà tôi làm cái hồ sơ bằng khoáng.
cứ chạy tới đi tới đi luôn mà hơn tháng nay không có đó chú. Vậy đó hả chú? Dạ. À, chú thông cảm nha chú, để con hỏi lại bên bộ phận tiếp nhận hồ sơ rồi con sẽ trả lời cho chú rõ ha. Ừ, chú hỏi đi, hỏi chứ chưa chắc có câu trả lời đó. Dạ chú cứ an tâm nha chú. Nói chuyện gì người ta cho đợi thêm tháng nữa. Thôi vô đây ngồi đi chú. Cô Lan nè, hồ sơ của chú là thế nào vậy cô Lan? Dạ chuyện là vậy nè anh, mấy bữa trước chú đây có lên làm hồ sơ cấp giấy lần đầu á anh. Em kiểm tra mọi thủ tục cơ bản đầy đủ, nhưng mà thiếu giấy chứng minh, em mới nói chú bổ sung thêm. Nhưng mà mất gần 3 ngày sau chú mới đem lên đó anh. Cái đó là do lúc đó đàn bò của tôi bị bệnh, tôi không có thời gian nên tôi đem lên trễ. Ông chồng tôi nó phải đó cô chú. Trời ơi, đàn bò nhà tôi có gì là tụi tôi đi theo nó luôn đó cô chú. Dạ con hiểu rồi. Cô Lan nói tiếp đi cô Lan. Dạ, tới lúc mà chú đây đem giấy chứng minh lên, em đối chiếu lại thì không trùng khớp với tên đã đăng ký trong hồ sơ đó anh. Tại vì trong giấy chứng minh của chú tên là Nguyễn Văn Vẽ dấu hỏi, mà trong hồ sơ chú đăng ký lại là Nguyễn Văn Vẽ dấu ngã. Nên em mới mời chú đây lên điều chỉnh lại lần nữa đó anh. Tôi thấy vẽ hỏi hay vẽ ngã gì cũng là vẽ, đâu là vẽ chứ đâu phải là vẽ là vẽ đâu. Dạ thưa chú, vấn đề quan trọng là ở cái tên đó chú. Nhiều bà con mình cũng gặp nhiều khó khăn vì khi làm hồ sơ thủ tục mà ghi tên sai dấu đó chú. Nhưng mà theo quy định của pháp luật á, thì mọi giấy tờ có đầy đủ pháp lý của người sở hữu đều căn cứ vào thông tin trên giấy chứng minh nhân dân đó chú. Tôi thấy chú này giải thích đúng nè. Chứ ông nghĩ coi, tôi thấy đó, ông bỏ y dài, ông để y ngắn rồi đánh dằn giùm tôi coi. Thờ ưu thu, y thu y sắc. Ừ. Mà bây giờ cho là cô chú đúng hết đi. Nhưng mà hồ sơ tôi đã bổ sung rồi, hơn một tháng nay chưa có là làm sao? Cứ hẹn lần hẹn lượt là làm sao? Nhận tiền tôi mà không giải quyết là làm sao? Mà anh ơi, lúc mà nhận hồ sơ á, khi mà đầy đủ thủ tục á, em có ra phiếu hẹn cho chú. Nhưng mà tới giờ hồ sơ của chú chưa xong, chắc là do bên địa chính anh. Như vậy cô có liên hệ gì sao mà hồ sơ của chú chưa có chưa? Dạ, chuyện này thì em chưa có liên hệ nữa. Tại vì công việc của em nhiều quá à. Còn mà chuyện chú nói em có nhận tiền của ai á, thật tình là em không có biết. Tôi thấy cổ có bận rộn gì đâu chú ơi. Sáng giờ vô đây đi vòng biểu diễn thời trang kìa. Dạ thôi, tôi hiểu rồi. Dạ thưa cô chú, chuyện này á, thì con cũng mới biết. Con mong cô chú thông cảm. Con sẽ làm việc lại với bên bộ phận của con và sẽ cho cô chú lời giải trình thích đáng. Còn về hồ sơ của chú á, để con xem lại, nếu mà đã bổ sung đầy đủ á, thì con sẽ trả đúng hạn cho cô chú. Thôi, tôi thấy chú này nói chuyện nghe cũng được quá, mình tin người ta thêm lần này đúng không? Ừ, chú nói vậy thì tôi cũng tạm tin chú, chỉ mong là nhận hồ sơ sau phải xem xét cho nó kỹ, chứ cứ hẹn tới hẹn lui gây là phiền phức cho người dân vậy là không có tốt đâu đó. Dạ, chuyện này cô chú cứ an tâm. Hiện nay á, xã và huyện mình nói riêng và cả nước nói chung á, đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực. Cho nên những gì mà cô chú lo lắng á, thì sau này sẽ không còn là nỗi lo nữa đâu cô chú. Trời ơi, như vậy tốt quá, còn gì bằng nữa không? Ừ, được như vậy thì tốt quá. Thôi vậy thì bây giờ á, tôi sẽ chờ câu trả lời của chú. Thì xin phép chú, vợ chồng tôi về. Dạ, xin chào cô chú. Về ba. Cô Lan nè, chiều nay tôi sẽ xin vắng cuộc họp ở huyện. Cô thông báo với bên địa chính và với cô nữa. Đầu giờ chiều vào phòng tôi để làm rõ vấn đề này. Dạ, vậy giờ còn công chuyện gì nữa mà anh? Công chuyện thì còn nhiều điều để nói lắm. Nhưng thôi, đã hết giờ hành chính rồi, cô về đi rồi đầu giờ chiều chúng ta họp sớm. Kính thưa bà con và các bạn, như từ đầu chúng ta đã nói, mục tiêu của cải cách hành chính là xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực vào công việc của nhà nước và thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực cho nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội. Lồng ghép trong đợt kiểm tra cải cách hành chính năm 2017, huyện đã tiến hành kiểm tra đánh giá tình hình của tổ chức và hoạt động của chính đơn vị, tăng cường về việc quản lý tổ chức, biên chế công chức, số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Hiện nay, các đơn vị, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã đều được đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc, phục vụ tốt cho nhân dân. Trên địa bàn huyện Long Phú hiện nay có 7 cơ quan đơn vị thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo mô hình hiện đại và có 5/11 xã đã thực hiện mô hình một cửa điện tử.
nhằm hiện đại hóa nền hành chính, huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001/2008 vào trong các hoạt động cơ quan hành chính nhà nước. Việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng giúp giải quyết công việc đảm bảo đúng quy trình thủ tục và đúng thời hạn, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và thái độ giao tiếp của cán bộ công chức đối với công dân, hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả. Kính thưa bà con và các bạn, bên cạnh những thành tựu đạt được thì công tác cải cách hành chính của huyện Long Phú vẫn còn gặp một số khó khăn và hạn chế. Và trường hợp mà chúng ta thấy đó chính là vấn đề làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu của gia đình chú Chính Vui. Và mọi chuyện sẽ như thế nào? Mời bà con và các bạn chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu và cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Nè, anh có còn mi không? Có mi không? Ủa gì mi này của ai ta? Chà, không đọc tin tức thì thôi, đã đọc rồi thì lại càng bao nhiêu chuyện là bức xúc. Hành dân chi mà hành không biết chứ không biết. Đâu để coi kỹ lại cái đoạn này coi. Anh lò văn ló. Ê trời, cái tên cũng ngộ trời. Anh lò văn ló, quê ở xã Yết, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng. Khóc lóc kể lễ với báo chí vì nhà nghèo nên sinh con ra không có thời gian làm khai sinh, đến tuổi đi học mới làm khai sinh cho con. Khi đến xã Ít, huyện Y, cán bộ tiếp nhận thủ tục nói anh làm khai sinh trễ nên đòi phạt anh 500.000. Trời, phạt 500.000. Do gia đình quá nghèo nên anh không có tiền đóng phạt. Cán bộ thông cảm cho hoàn cảnh của anh nhưng hẹn anh lần sau hãy lên vì chưa có thời gian làm. Mỗi lần đến xã Ít, huyện Y, anh phải trèo qua 2 cái núi, 3 cái đèo. Đến nay đi 3 lần mà khai sinh vẫn chưa có. Ôi trời đất ơi, đọc mà bức xúc chưa? Người ta vì hoàn cảnh không thông cảm thì thôi, mà còn phạt tiền, phạt 500.000, ăn cướp thì sao? Ba, bốn nước trà nè ba. Ba đọc cái gì mà coi bộ như là ba giận ma dữ gì ba? Ba đang đọc báo mạng. Trời ơi, ba thấy cái gì mà hành dân quá trời luôn, bức xúc quá nè con ơi. Đâu ba đưa con coi ba. Đây, con coi đi rồi con tức. Ba ơi, cái tin này nè là do nhóm kẻ xấu đã tạo dựng nên đó ba. Con đọc cái tin này từ mấy năm về trước rồi đó ba. Ủa, ba mới mua cái điện thoại, ba lướt lướt đọc rồi có biết gì đâu. Ba biết không, thời đại công nghệ thông tin phát triển á, mình lên mạng mình đọc báo là điều rất là tốt ba. Nhưng mà mình phải biết á, lựa chọn những cái trang mạng phù hợp để mình đọc, nếu không thì tai hại lắm đó ba. Có vụ này nữa hả con? Dạ có chứ ba, bởi vì hiện nay á có một số kẻ xấu á ha, lợi dụng trang mạng nè để xuyên tạc cũng như là chống phá lại chủ trương đường lối của đảng nhà nước ta đó ba. Giống như tin ba mới đọc nè, từ mấy năm về trước rồi mà bây giờ chúng vẫn á, ba thấy không, vẫn làm lại để cho ba có thể là bực bội đó ba. Ôi rắc rối quá. Thôi mời ba mua tờ báo bà đọc cho chắc ăn. Dạ. Má con đâu rồi anh? Nghe đâu á ngày mai á là hả anh hai dẫn bạn gái về nhà chơi ba, cho nên á hả là má đi chợ mua số món để ngày mai nói cho kịp đó ba. Má bay á thèm con dâu lắm rồi. Còn con nè, chừng nào dẫn bạn trai về ra mắt ba má đây? Dạ cái chuyện đó thì thủng thẳng từ từ đi ba, trước sau gì thì ba cũng biết bạn trai của con mà. Ba hỏi á thì hỏi vậy thôi, chứ con tính sao con tính. Con gái lớn rồi như hũ mắm treo vàng bếp, phải lựa chọn cho nó kỹ càng. Mà thôi, để ba ra làm sao cho mấy con bò nó ăn, để đây về nó đói đây cái má bay nhằn ba nữa. Dạ, mà ba ơi, con ăn là thịt kho phía sau, ba tắt bếp giùm con nghe ba. Chú Chính ơi, có nhà không chú Chính ơi? Dạ có. Ủa, anh Hải với chị Lan, anh chị qua nhà em có gì không? Em bất ngờ quá vô nhà đi anh chị. Ủa lành, nói vậy em đây là con của chú Chính hả? Dạ đúng rồi anh. Anh Hải nha, hẹn hò người ta mấy lần rồi mà không biết nhà, không biết phụ huynh của người ta lại hết vậy anh? Cái này anh có hỏi nhưng mà tại vì Lành không có chịu nói, chắc là anh chưa có tạo được niềm tin cho Lành đó em. Không phải đâu anh, anh biết không, nếu mà ba má em mà biết em mà đang tìm hiểu ai nha, là ba má em nó bắt dẫn về nhà hỏi đủ thử hết trơn á, cho nên em tội nghiệp cho anh á. Cô ba. Chú tới hả?
Tôi tuột đâu cái điệp khúc đến hẹn lại lên nữa chứ. Sao bữa nay có câu trả lời cho tôi chưa? Dạ con chào bác ạ. Thôi kêu thằng chú đi, kêu thằng bác già lắm. Ba, anh Hải với chị Lan đây là cán bộ ở xã mình đó ba. Khỏi giới thiệu con, người quen không hà. Dạ hôm nay tụi con tới đây á là để xin lỗi bác về vấn đề vừa rồi đó bác. Lỗi phải gì chú ơi, tôi đâu phải dạng khó khăn, khó tánh. Tại vì quá bụng nên nói vậy thôi. Ba, chuyện gì mà coi bộ như căng thẳng đó gì ba? Lan à, thật ra là chút hiểu lầm do lỗi bên chị đó em. Nên hôm nay chị với anh Hải mới đến đây để xin lỗi chú Chính đó em. Dạ thưa bác, tình trạng hồ sơ của bác trả không đúng hạn á là do lỗi của bên bộ phận tiếp nhận hồ sơ của con quản lý. Nhưng mà cô Lan á đã kịp thời khắc phục sửa chữa. Con mong bác sẽ bỏ qua cho tụi con lần này nha bác. Dạ đúng rồi đó chú. Bây giờ hồ sơ của chú cũng đã xong. Con mời chú thứ hai lên ủy ban dân xã nhận nha chú. Còn về mà lỗi lầm lần này của con á, con mong chú Chính bỏ qua. Ừ, thấy cô chú á thật tình xin lỗi á, tôi cũng không nỡ giận làm gì. Nhưng tôi muốn biết rõ cái lý do gì sao á mà hồ sơ của tôi á lại là chậm trễ đến như vậy đó. Dạ thưa bác, những chuyện đã qua con thật tình xin lỗi. Vì bên con làm việc chậm trễ, bởi lơ là công việc vẫn lơ là, làm bắt đây mất thời giờ. Ai mà không dẫn chuyện hồ sơ, sự việc rõ ràng con chẳng thể bỏ qua. Buổi họp hôm qua Lan đây có lỗi, tiếp nhận thủ tục xem lại qua loa. Hai ba bên trách là chúng con đúng mà, thật tình con thấy ăn năn. Hồ sơ bác Lan chuyển sai chỗ rồi, do Lan không có kiểm tra. Dạ anh Hải nó đứng đó chú. Tại vì hồ sơ của chú con chuyển nhầm, thay vì chuyển cho địa chính con chuyển nhầm qua tư pháp đó chú. Dạ mong bác thông cảm và bỏ qua cho con lần này. Vì dù sao con cũng phải là người chịu trách nhiệm chính cho sự sơ sót và chậm trễ này đó bác. Với lại trong cuộc họp hôm qua anh Hải cũng có nhắc nhở con nhiều. Bởi vậy con mong chú Chính đây thông cảm và bỏ qua cho con lần này. Ừ cũng được rồi. Thôi mời cô chú vô ngồi lấy thêm cái dạ, ghế con. Cảm ơn bác. Được rồi là... Ừ thì cái chuyện gì qua được á thì cho nó qua. Tôi á không phải là người xấu bụng, mà tại vì á đi làm tới làm lui mất thời gian rồi không có thời gian rảnh nên hơi bực bội chút đỉnh vậy thôi. Ba, từ khi đi học tới đi làm đó ba, mọi hồ sơ giấy tờ của con á đều do anh Hải với chị Lan đây làm giúp con không đó ba. Dạ dù cho người quen hay người xa lạ thì khi đến làm hồ sơ thủ tục tụi con đều đón tiếp với thái độ niềm nở, tận tình và chu đáo. Bác Chính biết không, huyện mình á đang xem cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá cùng với an ninh trật tự và giảm nghèo bền vững đó bác. Cái này tôi có nghe đài phát thanh mỗi ngày, bởi vậy nên tôi mới giận cô chú vậy đó. Đã không làm thì thôi, mà làm là phải cho hiệu quả, đẹp lòng dân. Đã mang danh cải cách, phải đến câu lên nơi. Bởi khó khăn đủ đường, dành chung chiều tha hoài. Làm thì mất thời gian, tốn tiền của dân than. Bác Chính đây lo lắng, con cũng chẳng yên tâm. Bởi bà con của mình, khi đến đây đưa tiền, không lấy lại không tin, tụi con nào có tham. Đúng rồi chú Chính, thật tình á là con đây cũng rất khó xử. Mỗi khi mà gặp trường hợp như thế này nè, con đều trả lại cho người dân và giải thích cho người dân hiểu. Vì đó là trách nhiệm con phải làm đó chú. Bà biết không, khi mà đi học nghị quyết ở xã thì con được biết là huyện ủy mình đã đề ra khâu đột phá cải cách hành chính năm 2018 là năm siết chặt kỷ luật kỷ cương trong hành chính đó bà, để nhằm tạo sự chuyển biến trong chất lượng phục vụ cũng như là nâng cao uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân và đối với các cái tổ chức đó bà. Phải vậy mới được chứ con, chứ cứ theo lề lối cũ làm việc thì huyện mình biết bao giờ mới phát triển này. Dạ bác Chính nói rất đúng á, muốn phát triển hội nhập thì chúng ta cần phải đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để thuận lợi cho các doanh nghiệp khi muốn đầu tư vào nước ta đó bác. Và đặc biệt là phải biết ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động cơ quan quản lý hành chính nhà nước đó bà, để nhằm tạo sự thân thiện đối với người dân và đối với các cái doanh nghiệp á, phải không anh chị? Nhỏ này rành quá ta. Lành nói chính xác đó chú. Bây giờ tất cả các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai trước trụ sở ủy ban dân, mọi người dân có thể đến xem thông tin thủ tục mà mình cần làm đó chú. Được vậy tốt quá rồi. Dạ vấn đề khó khăn nhất hiện nay là thủ tục mua bán đất đai. Để thuận tiện cho bà con thì ủy ban nhân dân xã cũng có tập huấn cho ban nhân dân các ấp
nếu mà ban nhân mà bà con hàng xóm giềng á mà có làm hồ sơ thủ tục về địa chính á thì có thể liên hệ đến ban nhân dân các ấp để được hướng dẫn trực tiếp luôn đó bác. Chưa hết đâu bà, bây giờ mà nhà nào có sinh em bé đó nha sẽ được nhập khẩu nè, làm cái sổ xanh cũng như là thẻ bảo hiểm y tế á, một lần một đó bà, tiện lắm luôn á. Ồ vậy là tiện quá. Ủa mà con gái bà đi dạy suốt ngày sao rành mấy vụ này vậy con? Dạ thì trường con á có chị tổ trưởng mới sinh em bé á bà, con đi thăm cho nên là con biết á. Dạ đây là mô hình mà huyện mình đang thực hiện đó bác. Nãy giờ á nghe cô chú với con Lành đây nói á, tôi cũng hiểu phần nào về công cuộc cải cách hành chính của huyện và xã ta. Chung quy cũng vì lợi ích phục vụ người dân, do đó cũng đừng vì một cái sơ suất nhỏ mà phủ nhận hết mọi công lao thành quả của mọi người. Dạ con cảm ơn chú Chính đây đã hiểu và thông cảm ạ. Chết rồi Chính ơi, chết rồi Chính ơi. Ôi chào cô chú. Chết rồi, có chuyện rồi ông ơi, có chuyện rồi. Cái chuyện gì bị bao giờ bà mới bỏ được cái tật hấp tấp của bà vậy? Chuyện gì vậy? Thằng Hai Cò. Thằng Hai Cò nó sao? Nó bị công an mời rồi ông. Cái gì? Thằng Hai Cò nó bị công an mời? Công an mời thằng Hai Cò? Tại sao công an mời nó? Làm sao bà kể tôi nghe được coi. Trời ơi, ông nghe thằng Hai Cò mời, còn hơi nước sôi đổ cho chân ông nữa. Không nói tôi, nó bị mời á vì người ta thưa nó lường gạt đó ông. Nó lường gạt chuyện gì? Trời đất ơi, nó hứa lấy tiền người ta rồi làm hồ sơ gì đó mà nó có làm đâu, nghe đâu nó lấy tiền nó trả nợ hết. Rồi số tiền là tới gần 50 triệu đó ông. Nói vậy tiền của mình thì coi như mắc chớ sao ông. Đó, thấy chưa, tôi đã nói rồi mà bà không tin tôi. Nhìn tướng nó là tôi biết nó không phải là người tốt rồi. Ủa mà Cò Đen có phải là cái người hôm bữa cô chú nói con nhận tiền đúng không? Đúng rồi đó con, nó kêu cô chú đưa tiền cho nó, rồi ngày mai hồ sơ có liền, ai ngờ nó lường gạt cô chú đâu con. Dạ chuyện nhận tiền là cô Lan có giải thích với con, nên con có báo qua bên công an xã, nên mới biết được bên đó cũng mới nhận mấy đơn tố cáo tên Cò, cũng giống trường hợp tương tự như hai bác vậy đó. Hèn chi á, hôm trước con thấy Hai Cò qua nhà mình á, con nghi lắm á, mà bận đi dạy cho nên là con không có kịp hỏi ba với má á. Bởi vậy bây giờ tiền mất tật mang, lại thấy có lỗi với cô chú nữa. Hôm trước không rõ đầu đuôi câu chuyện, vợ chồng tôi lại đến trách oan cho cô Lan. Dạ không có gì đâu chú, tại vì chuyện một phần cũng là do lỗi bên con, nên cô chú mới nóng lòng tìm đến tên Hai Cò. Tiền nó bỏ túi ghi chứ nó có đưa cho ai đâu. Chưa chi mà vợ chồng tôi đã tới cơ quan gây khó dễ cho cô Lan, thì tình xin lỗi cô nhiều lắm đó cô Lan. Con thấy chuyện không vui nên bỏ qua hết đi. Mà con nghĩ là anh Hải chị Lan đây cũng muốn nổi giận ba với má đâu. Hai anh Hải ha. Dạ Lành nói phải á, chỉ là chuyện hiểu lầm thôi hai bác à. Hiểu đúng chứ hiểu lầm cái gì. Trời đất ơi cái ông này, chuyện đã gõ như ban ngày rồi, ông còn muốn gì nữa không? Ây, hiểu lầm là hiểu lầm những chuyện đã qua, còn hiểu đúng là hiểu chuyện hai đứa này nè. Nãy giờ tôi nghi lắm nghe, từ chú mà nó chuyển lên thành bác là có vấn đề rồi. Đúng không? Dễ không? Chính đúng là tinh ý đó nghe. Mà thôi, người lớn biết chuyện rồi, hai người nói thiệt luôn đi. Dạ thưa hai bác, con với em Lành mới tìm hiểu được mấy tháng nay. Sẵn bữa nay con xin phép hai bác cho con được làm bạn với em Lành ạ. Bạn? Mà bạn gì mới được à? Ừ, bạn gì mới được chứ. Dạ, bạn trai à. Không lẽ bạn gái? Ba này, chưa có gì hết trơn á mà bà làm khó dễ người ta không à. Đó, ông thấy chưa, chưa gì á mà con mình nó bên người ta rồi kìa. Thôi, sẵn ngày mai là thứ bảy, thằng Hai nó dẫn bạn về chơi, bác mời hai đứa xuống nhà bác dùng bữa cơm nha. Rồi sẵn giới thiệu bạn trai của ông Lành cho thằng Hai nó biết, ông thấy được không ông? Quá được đi chứ, có thằng rể như vậy thì còn gì bằng. Đồng ý nghe hai cháu. Dạ, dạ tụi con đồng ý. Ông cô chú trai ta quyết tâm vì đến hành chính dẫu gian nào mình chân những lòng bên yêu trên nhau tiếng tiếng thương tình yêu thương như chuyện hôm cao chân đêm vàng mình duyên đến đây ai chung tay cùng đưa nhân dân. Thank you.
lời xin được gửi lời chúc sức khỏe đến ban tổ chức, ban giám khảo và toàn thể hội thi. Chúc cho liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Sóc Trăng lần thứ 26 năm 2018 thành công tốt đẹp.